Rồi, Tuấn Cường Vlog, bạn người chăn nuôi, gửi lời chào đến tất cả cô chú, anh chị và các bạn nha. Thì hôm nay mình làm cái video xem bò, mua bán bò, giá cả công khai. Thì mình làm video ở Tiểu Cần, Trà Vinh nha anh em. Thì ở Tiểu Cần, ấp Tân Đại, xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. Thì hôm nay mình đến trại bò của anh Lai nha. Thì anh Lai có một số bò bê đực cần bán. Thì anh em nào có cần mua thì liên hệ số điện thoại là 096 498 8811 gặp anh Lai nha. Thì để trại của anh Lai đây, những bò bê đây mình sẽ quay toàn cảnh trại, ảnh chi tiết từng con và báo giá cho anh em cùng xem nha. Anh em nào có thích muốn mua thì liên hệ số điện thoại của ảnh, hoặc biết thêm chi tiết thì lên liên hệ số điện thoại trên màn hình của mình. Đó. Đây là những con ba bê nha. Ở ngoài mình đi vô hơi nhát nha anh em. Đó. Đây toàn là ba bê không nha anh em, đực ba bê. Em đã phải gu ba bay làm vỗ béo thì liên hệ với anh đó. Đó, hồi nhát mình để hồi nó vô nó ăn, mình sẽ quay cận cảnh rồi báo giá từng con cho anh em xem toàn cảnh chạy của ảnh. Chạy quá mình đi theo không kịp đó. Thì những con ba bê này từ 5 tháng đến 7 tháng rưỡi rồi nha anh em. Thì có ba con lớn đó thì 5 đến 7 tháng. Sẽ quay chi tiết báo giá từng con cho anh em xem. Thì ai ở gần Trà Vinh đó thì liên hệ số điện thoại ảnh nha. Like. Đây là chạy bò của ảnh nha. Đây mình sẽ quay cận cảnh cho anh em xem. Đây ba bê trắng này nha, 6 tháng đó. Rồi quay chi tiết cho anh em xem. Rồi, ba bê đỏ luôn nha anh em. Thì con ba bê đỏ này là 7 tháng rưỡi nha. Đó, rất là to rồi đó, 7 tháng rưỡi. Thì kêu con ba bê đỏ 7 tháng rưỡi này giá 27 triệu nha anh em. Rồi. Rồi con ba bê trắng này 6 tháng là 25 triệu. Rồi. Để mình quay con ba bê đen cho anh em cùng xem nè. Đây, ba bê đen 5 tháng, 5 tháng tuổi. Rồi anh kêu giá là 25 triệu luôn nha. Đó, đi toàn cảnh cho các anh em mình xem. Đó. Thì những con bò quay đực không nha anh em, ba bê là nhỏ nhỏ. Rồi thì ba con mình đã báo giá. Đó. Bê đỏ thì 7 tháng rưỡi là 27 triệu. Thì nói chung là giá vẫn còn thương lượng nha anh em. À, anh em có thiện chí muốn mua thì thương lượng giá cả với gặp anh Lai theo số điện thoại là 096 498 8811 rồi gặp anh Lai nha. Rồi mình đi quay nó đang ăn, mình sẽ quay từ chi tiết cho các em xem. Đó. Thì anh cần bán là ba con nhé, thì 5 đến 7 tháng nha, bê đực. Rồi thì bò này ở ấp Tân Đại, xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh, chạy bò của anh Lai nha.
Rồi anh em nào rồi đã quay chi tiết rồi đó, anh em xem lại nè. Đó. Thì anh em nào có muốn quay bán bò thì liên hệ số điện thoại trên màn hình của mình. Rồi, nhớ đăng ký kênh theo dõi mua bán bò giá cả công khai. Thì mình sẽ làm tất cả các video ở các tỉnh của miền Tây. Kể cả các anh em nào có muốn quay bán bò thì liên hệ số điện thoại trên màn hình của mình. Rồi video mình đến đây là sắp kết thúc. Rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh em trong clip sau nha. Rồi xin chào tất cả anh em nha.